Phong Thủy Tâm Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Phong Thủy Nguyên. Em là Đức Trung, trợ lý của thầy Tâm Nguyên. Và ngồi ngay bên cạnh em đây là thầy Tâm Nguyên, chuyên gia phong thủy cao cấp và hiện tại thầy đang là tổng thư ký hội phong thủy diệp thế giới phong nội tại Việt Nam. Em xin chào thầy ạ. Xin chào Đức Trung, chào các bạn. Vâng. Và để theo dõi những cái video mới nhất mà Phong Thủy Tâm Nguyên đưa lên cũng như là chia sẻ những cái video mà thầy Tâm Nguyên mở rộng những cái kiến thức liên quan học thuật phong thủy thì các cô chú chị có thể bấm nút đăng ký kênh cũng như bấm nút chuông để có những video mới nhất thì các cô chú chị chúng ta cùng lắng nghe và đón nhận những kiến thức cũng như là cùng chia sẻ để kiến thức luôn được lan tỏa. Và thưa thầy, thì trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn đến một trong những cái hạng mục rất là thú vị trong cái quá trình làm nhà thế ạ. Mà trong cái quá trình làm nhà thì chúng em nhận được rất nhiều những cái câu hỏi và thậm chí là nhiều cái trường hợp trêu trêu luôn. Thưa thầy, là hầu hết là các gia chủ chúng ta quan tâm nhiều đến cái yếu tố là cái thẩm mỹ của ngôi nhà, tức là dựng lên nó đẹp đẽ như thế nào đấy, mà mọi người vẫn cứ nghĩ đấy là yếu tố phong thủy quan trọng nhất rồi, nhưng mà dường như là mọi người cũng không có hình dung ra được cái việc là bề nổi bên ngoài bên trên là như thế, nhưng cái yếu tố công trình ngầm ở bên dưới nhà nó cũng rất là một trong quan trọng, đúng không thầy? Bể phốt và bể nước, đúng không ạ? Bể phốt hay còn gọi là hầm cầu ạ. Là thưa thầy, vậy thì chúng em cũng nhận được vài cái trường hợp trêu trêu của gia chủ, đó là rất nhiều gia chủ trong quá trình mà chúng em tư vấn thì gia chủ hỏi thường xuyên hỏi những câu hỏi rất nhỏ và rất chi li trong đấy. Và cũng có chia sẻ rằng là chỉ vì mỗi cái vị trí mà hầm cầu đặt ở đâu thôi, mà chồng một ý, rồi là vợ một ý, rồi là hàng xóm góp ý một ý, rồi kể cả ông thầy phong thủy nào đấy lại có một ý, thành ra là vợ chồng cãi nhau, mà cãi nhau không phải cái gì là cãi nhau xoay quanh cái hầm cầu đấy ạ. Thì đây là một trong những cái hoàn cảnh, một trong những cái tình huống trớ trêu mà một số các gia chủ cũng đã chia sẻ với chúng em trong suốt vài năm làm việc như thế thầy ạ. Vậy thì thông qua cái chương trình này thì thầy có thể chia sẻ với lại gia chủ về những cái cách thức hay những cái nguyên lý nào mà chúng ta xác định cái vị trí bể phốt hay vị trí hầm cầu như thế, và cần lưu tâm những điều gì đối với gia chủ khi mà thi công làm nhà thầy? Khi nói về cái vị trí của bể phốt hầm cầu ấy là người ta sẽ nói như này, người ta sẽ có cái tiêu chí, cái tiêu chí để người ta đặt cái bể phốt và đặt cả cái hầm cầu. Như vậy là để đặt cái tiêu chí bể phốt hầm cầu, người ta sẽ căn cứ vào 5 cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất đó là cái bể phốt và hầm cầu là không nằm vào bản mệnh của trạch chủ. Cái điều đấy là điều quan trọng nhất. Thì trạch chủ ở đây mình được định nghĩa rằng là cái người chủ ở trong nhà, bao gồm là bố mẹ, nếu như mà kiêng được, tức là thứ tự ưu tiên, tức là bố mẹ hoặc ông bà bố mẹ, rồi đến đinh, sau đó mới đến các các thành viên khác trong gia đình. Nếu mà kiêng được tất cả thì là tốt nhất. Thì người ta gọi cái vị trí đấy gọi là vị trí bản mệnh cung. Ví dụ tôi tuổi Tý thì tôi không để cái hầm cầu tôi vào phương Tý ở trong nhà, phương chính bắc. Tôi tuổi Dần thì tôi không để hầm cầu vào phương Dần. Tôi tuổi Mùi, tôi không để hầm cầu vào phương Mùi. Thì cái phương Mùi được tính như thế nào? Phương Mùi được tính vào tâm của cái nhà, xem là cái vị trí đấy là vị trí nào. Đấy là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai tức là không đặt vào cái hầm cầu vào vị trí của phương Càn. Bởi vì là cái mạch của Việt mình, mạch của mình là mạch đến từ Càn Long. Mà quẻ Càn là Tam Liên, quẻ Càn Tam Liên là quẻ trời, tức là quẻ thiên, tức là quẻ vai của người trạch chủ. Người ta vẫn nói rằng là cái quẻ Càn chính là cái vị trí của cái người đàn ông, tức là vị trí của cái người trạch chủ trong nhà, là người chồng, người cha trong nhà. Phương Càn mà khuyết hãm thì là cái người trạch chủ trong nhà là hư được. Đó, cho nên ra là cái việc đặt hầm cầu là không đặt ở phương Càn. Đấy là cái tiêu chí thứ hai. Cái tiêu chí thứ ba tức là không đặt cái hầm cầu vào cái trục khí. Trục khí thông thường được tính bằng khoảng từ 5-10% cái diện tích cái mặt tiền. Ví dụ như một cái nhà hình vuông nhà, đúng không ạ? Thì chúng ta chia đôi ra thì đúng cái vạch giữa, cái lõi của cái chiều dọc của nhà gọi là chính trục khí. Chúng ta cũng sẽ không đặt hầm cầu vào đó. Cái thứ ba, thứ tư nữa là chúng ta sẽ không đặt vào cái bàng trục khí. Bàng trục khí của cái căn nhà là chúng ta cũng không đặt vào. Và cái tiêu chí thứ năm tức là không đặt vào vị trí, và chúng ta cũng hạn chế đặt vào cái vị trí gọi là bổ long, tức là cái đường mạch dưỡng long. Đường mạch dưỡng long, cái từ này nó hơi khó một tí. Nhưng mà tóm lại là có 5 cái đấy. Tức là đường mạch dưỡng long thì nó mới không đặt vào trong đó được. Thì cho nên ra là đối với cả những cái trường hợp nhà, thì nếu như anh chị mà để được cái hầm cầu ra bên ngoài khỏi nhà, biết tự đi thoải mái ở cái nhà ra đất bên ngoài của chủ tư, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể để cái hầm cầu ra bên ngoài. Còn nếu trong trường hợp thì không để ra ngoài thì chúng ta để ở trong nhà. Chúng ta cần né được hết tất cả những cái vị trí sát đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể mà đặt được cái hầm cầu ở trong vị trí. Tránh được những cái điều đó thì là tránh được những cái điều xấu rồi. Cho nên là cái việc đặt, dùng tâm định cục, sau đó là xác định phương vị rồi đặt
là chúng ta có thể hóa giải được. Chứ cứ bảo là đặt cái hầm cầu ở vị trí xấu theo bát trạch minh cảnh tuyệt mạng ngũ quỷ thì bây giờ tuyệt mạng nhưng mà nó lại là càn tuyệt mạng nhưng mà nó lại là mệnh thì đặt kiểu gì thì nên là Nga là cái việc đó là phải chúng ta phải xem xét lại. Dạ vâng. Điều như này, một trường hợp như này, bây giờ cái nhà này mặt tiền là 3,5 mét. À 3,5 mét. Ờ đúng không? Thêm một trường hợp nữa là nhà mặt tiền 3,5 mét mà nó dài vào 14 mét. Vâng. Vậy đúng không ạ? Thì rất khoát khi mà anh chị làm á là chắc chắn người ta sẽ thiết kế là cái móng bè chân vịt. Tức là móng bẻ bẻ xuống là làm chân vịt vát để là xây được kịch ra hết đất. Vâng. Đúng không ạ? Thì bản thân là cái móng chân vịt bên dưới là anh chị loe ra đoạn dưới là 1,2 mét. Như vậy hai bên 1,2 mét là hết 2,4 mét rồi. Đúng không ạ? Như vậy còn đúng cái lòng ở giữa nó khoảng tầm 1 mét đến 1,5 mét. Là 1 mét đến 1,2 mét là để là lòng ở giữa nhà để chị có thể làm đặt được hầm cầu hay là bể phốt thôi, đúng không ạ? Nhưng mà khổ cái là ví dụ như là có thằng hai vợ chồng hay con trai chẳng hạn, ví dụ là ông chồng thì ví dụ như là tuổi Tý, nhưng mà cô vợ thì lại là tuổi Ngọ, hay là có chồng tuổi Sửu, ông cô vợ tuổi Mùi, thì là đặt ta đằng trước thì đặt cái bể phốt ở đằng trước thì dính vào tuổi vợ, đặt bể phốt đằng sau thì dính tuổi chồng, hoặc đặt bể phốt đằng sau thì dính tuổi vợ, đặt bể phốt dính tuổi chồng, kiểu hoặc tuổi con trai, kiểu mà nó đè thẳng vào trục thân đạo. Vâng. Đúng, đè thẳng vào trục thân đạo. Thì trong trường hợp đấy thì làm nào? Đúng rồi, trong trường hợp đấy làm nào? Đấy, thì cái chuyện này là cái chuyện rất là thú vị. Bởi làm vì thế nào? Thành ra là khi đặt như vậy thì chúng ta bắt đầu phải xét hai yếu tố. Dạ. Yếu tố đầu tiên là thứ tự ưu tiên. Chúng ta sẽ tự ưu tiên trước. Tự ưu tiên như này, đầu tiên là người ta sẽ tránh bản mệnh. Dạ. Sau đó nghe tránh càn. Dạ. Đúng không ạ? Sau tránh bản mệnh, tránh càn. Sau đó tránh trục khí. Dạ. Đúng không ạ? Sau đó mới tránh đến bổ long phù sơn. Dạ. Đúng không ạ? Thì người ta sẽ tránh như vậy. Còn trong trường hợp mà bị dính vào mấy cái đấy thì người ta thông thường là người ta hay phải sử dụng một cái biện pháp là người ta cái hầm cầu đấy là thông thường bây giờ ấy, người ta làm là hầm cầu là người ta trước đây làm là mình hay để nó tự hoại, tức là mình để cái dưới mình không đổ sàn. Dạ. Mình không đổ sàn thì nó bị ngấm, nó bị ngấm để cho nước nó ngấm xuống dưới. Dạ. Đúng không? Nhưng mà thực tế thì bây giờ là người ta sẽ thực hiện bằng việc là người ta sẽ đổ sàn. Dạ. Đổ bê tông dưới sàn luôn, để cái hầm cầu lên này thì nó thông qua bể lắng này, bể lắng này, bể lọc này, bể ngưng, bể tràn. Đà. Thì để nó tự hoại, nó tự nó hoại luôn và nó chỉ có nước chảy ra thôi thì chúng ta sẽ phải để cái hầm cầu đấy là một trong cái khối cứng. Đà. Chứ người ta không để cho nó ngấm xuống lòng nữa. Đà. Không cho nó ngấm xuống mạch nữa. Đúng. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là người ta có thể sử dụng thạch anh, một số các cái cách thức để mà người ta sẽ giải xuống nền và giải lên trên nóc của cái đó để người ta sử dụng cho cái việc mà để hóa giải cho cái đó. Người ta sử dụng thạch anh thì người ta giải xuống nền và giải lên trên nắp để người ta coi như là nó là một cái được bao bọc. Đấy. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là phải láng nền. Đấy. Để cho nó vững và coi như cái hộp đấy, chúng ta bọc cái hộp đấy trong một cái cục và sau này có thể là chấn cái cục đấy để cho và người ta sử dụng cái tiếp long dẫn long phủ cái tiếp long để người ta đưa vào trong những cái nhà như thế thì nó mới đảm bảo được cái tính sinh vượng. Đấy. Và lúc này mới đảm bảo cái tính hoa sát thần trạch. Đấy. Chúng ta cũng có thể sử dụng một trong những cái thuật phong thủy rất đơn giản và hiệu quả để chúng ta sử dụng đá thạch anh để mà xử lý đến yếu tố là cái công trình ngầm bể phốt của chúng ta cũng sẽ thấy rất là tốt, đúng không ạ? Thầy có chia sẻ đến một trong những yếu tố vô cùng quan trọng mà cách đây một vài năm mà thầy đã nói rồi, xoay quanh yếu tố là cái nhà vệ sinh chẳng hạn đặt vào những cái phương vị xấu mà thầy có nói, thì ngày hôm nay lồng ghép vào đấy chúng ta có thể thấy thầy có nhắc đến cái vị trí mà đặt bể phốt xoay quanh những cái vị trí quan trọng mà chúng ta tối kỵ đặt vào, ví dụ như là phương bản mệnh, rồi là càn cung, rồi theo cái trục khí của ngôi nhà, đây là một trong những cái điều vô cùng quan trọng mà các gia chủ cần phải lưu tâm. Dĩ nhiên mà nói thì cái việc mà thầy chia sẻ trên yếu tố phổ quát và trong đó có cả chi tiết rồi, dĩ nhiên nếu như những ai mà làm kiến trúc sư và làm trong quá trình thi công thì sẽ rất hiểu ý kiến của thầy, đúng không ạ? Ngoài ra các gia chủ khác thì các cô chú anh chị lưu tâm nếu như có kết hợp với kiến trúc sư hay một công ty kiến trúc nào đó trong việc thi công một kiến trúc với cái ngôi nhà của mình, thì cái việc lựa chọn bể phốt cũng vô cùng quan trọng để tránh những trường hợp đó là lại rơi vào cái trường hợp chớ trêu mà rồi gọi điện đến đội ngũ trợ lý của thầy lại tâm sự mà lại chỉ vợ chồng cứ cãi nhau mà xoay quanh cái hầm cầu thôi thì cũng rất là nhọc, đúng không ạ? Và để mà trong cái quá trình làm nhà trở nên thuận lợi hơn thì khuyên các cô chú anh chị và các bạn chúng ta hãy lựa chọn một đơn vị uy tín và chuyên gia trong cái lĩnh vực này, tức là chuyên gia trong cả lĩnh vực liên quan đến kiến trúc và chuyên gia trong cả lĩnh vực liên quan đến yếu tố phong thủy để tránh cái trường hợp thầy ạ. Em nhận thấy gia chủ rất đau đầu xoay quanh cái việc đó là ở giữa lại cứ một bên là chạy xoay quanh kết nối với một công ty kiến trúc liên quan đến việc tư vấn thiết kế, xong một bên là cứ chạy sang bên phía một ông thầy phong thủy. Đúng rồi. Và là ông thầy phong thủy thì đưa ra cái yếu tố này thì bên kiến trúc họ không làm được.
kiến trúc thì đưa ra cái việc thi công thiết kế như này thì ông thầy để bảo Phạm không làm được. Gia chủ ở giữa cảm giác rất là đau đầu thế. Các cô chú anh chị chúng ta nên lựa chọn một đơn vị uy tín và am hiểu cả về yếu tố về học thuật và am hiểu cả yếu tố liên quan đến kiến trúc xây dựng thì cái việc làm nhà của các cô chú anh chị trở nên dễ dàng hơn và yên tâm hơn. Và có thầy Tam Nguyên ở đây thì Lê Trung cũng rất là tự tin thông qua cái việc đội ngũ trợ lý của thầy cũng như là công ty kiến trúc Phong Thủy Tam Nguyên hoàn toàn tin tưởng cũng như vào năng lực của mình để hỗ trợ và song hành cùng với cô chú anh chị trong quá trình làm nhà của mình như vậy. Vâng, xin cảm ơn thầy. Và cũng như là các câu hỏi tiếp theo của các cô chú anh chị và các bạn đặt đến Phong Thủy Tam Nguyên, các cô chú anh chị có thể để dưới phần bình luận bao gồm họ tên, số điện thoại, năm sinh cũng như câu hỏi cần phải giải đáp, cũng như có thể gọi điện đến số 1900222 bấm nhanh số 2 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn liên quan đến yếu tố phong thủy giúp các cô chú anh chị dễ dàng hơn. Đức Trung xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại thầy cũng như các cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn anh chị và các bạn.